在慕你整夜梦来，我们等待朝宝飞能后负责发射诺负病把病女这般口来将中团把噩梦爱爱梦没帮衬紧张着我们中梦满带没把噩梦看靠靠淡中还路边路把bánh nhau cần cất cung cử muôn sẽ thay dệt ná liền cần ai tình nóng pa nóng dễ xuân phát xuân bó khám hồi khám pu hắc cần tao thâu đong nơ toàn pa mơ chóc lầu trong muôn tan trầu trong phùa mía mơ mi lu mi tàu to cần toàn nà bóng mê mưa ni bên phùa bên Âu nọng nơ, hát âu cằn nơ Bên phùa mía suốt chua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những chén rượu đôi đũa của mình và cùng hưởng ánh nhìn yêu thương trở về với cánh cổng hoa ngày hôm nay. Anh em những ngày làm chương trình gọi là cửa đầu lại tình ái. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể anh Tiễn và cô dâu Hồng Ngọc. Hai em sẽ cùng tay trong tay và cùng nắm tay nhau nở nụ cười thật tươi và di chuyển trở về với sân khấu tình yêu để chính thức ra mắt với toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời.
đại trường và chúng ta nổi lên một tràng pháo thật lớn để chào mừng các bạn chào nay được không quý vị? Xin mời. À, rất là tuyệt vời và. Đúng là đôi ta thì như thể đôi tầm, cùng ăn một lá lại cùng nằm một năm. Đôi ta như thể con ong, con cuốn, con trít, con trong, con ngoài. Với đôi ta như thể con bài, chúng đánh thì vừa viết hẳn chẳng sai tí nào. Và rất là vời trong không khí vui mừng hạnh phúc ngày hôm nay. Và cũng như tất cả các cặp đôi trên khắp đất nước của Việt Nam chúng ta. Và ngày hôm nay, chú rể anh Tiền và cô dâu Hồng Ngọc, hai em chính là người hạnh phúc nhất. Và niềm vui, niềm hạnh phúc cũng đã thể hiện ra người trên khuôn mặt của đôi vật trẻ chúng ta ngày hôm nay. Và rất là tuyệt vời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và hiện diện tại sân khấu tình yêu ngày hôm nay đây. Vâng, có sự hiện diện đủ đông của hai bên gia đình, song thân phụ mẫu của chú rể, cũng như hai bác đại diện cho phái đoàn cấp cao của gia đình nhà gái trở về từ quê hương bản Mường Kham, Mường Chùm thân thương. Vâng, cũng đã trở về đông vui để chính thức khai mạc buổi lại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, đúng là đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay, và cô dâu chú rể ai nhìn cũng biết chẳng nhầm phải không ạ? Vâng, cô dâu ngày hôm nay má đỏ môi hồng, bên ngoài e thẹn trong lòng sướng vui, và chú rể anh Thiện thì chân còn là tươi câm lê cả vạt, buồn cười nở như hoa. Và để rồi ngay họ hàng cô bác gần xa đến mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ từ nay sẽ được trở về một nhà. Vâng, rất là tuyệt vời phải không quý vị? Vâng, trở về ngày vui, ngày hạnh phúc ngày hôm nay để bày tỏ lòng cảm ơn đến sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị khách quý hôm nay. Và đúng là xuân nào thì cũng phải có hoa đào, và lúc lên sân khấu thì có những lời chào đầu tiên. Và thay mặt để sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể và sẽ có một cái cúi chào thật sâu tất toàn thể quý vị khách quý hôm nay để thay cho lời cảm ơn sâu sắc được không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Vâng, một tràng pháo thật lớn để chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc chúng ta một lần nữa đây quý vị ơi. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều và long người kết nối chương trình, không để quý vị chúng ta phải đợi chờ lâu thêm một giây phút nào nữa phải không ạ? Thay mặt cho anh em những người làm chương trình, xin phép được trịnh trọng tuyên bố chương trình buổi lại lễ thành hôn mừng hạnh phúc chúc tương lai cho chú rể anh Tiền sinh viên cùng cô dâu Hồng Ngọc. Hồng Ngọc anh Tiền xin phép được bắt đầu. Vâng, một tràng pháo thật lớn để chúc mừng quý vị. Chúng ta nở nụ cười thật tươi lên nữa. Vâng, khá đã nổ được một tin rất là vui và các quý vị đánh dấu một bước vào đời trong cuộc sống cho năm hạnh phúc của đôi vợ trẻ hôm nay. Vâng, những tiếng pháo đến từ trung tâm tổ chức sự kiện nhà giàn Minh Hoa với một không gian sang trọng ngày hôm nay. Vâng, đã báo hiệu rằng niềm vui và niềm hạnh phúc của đôi vợ trẻ chính thức được bắt đầu. Vâng, những niềm vui song hỷ và những màn pháo điện rất là tuyệt vời. Vâng, xin được cảm ơn màn pháo điện của nhà giàn chúng ta rất là nhiều. Đến từ phái đoàn nhà gái các bạn, trân trọng được kính mời ạ. Chắc chắn được kính mời món quà đầu tiên đến từ gia đình nhà gái trở về từ quê hương Mường Kham, Mường Chùm ạ. Chắc chắn được kính mời ạ. Chiếc máy tên lại bà mẹ bên nào hoa sơn mới đây bác bà buồn xà bón đông đông đô lằn bộ bên ai bên đêm bên bú bên già bên tà bên ai cỏ bên hương vơ phân trời cha mi trường lệnh sành hùng chim ma bà bụng sùng phá hở sống lòng hâu sao cáo sao mấy bà mẹ bên đâu ấy bạn có hợp bằng chứng chảnh đây ạ. Em nở chép khó sống bà năm ta chẳng khôn xứ nguồn và nhớ tình cảm bà rất là yêu thương. Và đến từ gia đình nhà gái chúng ta tại quê hương Mường Chùm dành sự đôi vợ trẻ hôm nay. Vâng, chia tay lại bà mẹ bên đồng hoa sương mới đi mang mưa buồn phủ bên phú bên già bên tà bên nay các mi trường lành sành hùng mới đi và phủ bên này phú em già và chắc mi mắt hèn xả vờn chia ba sót sắc hèn phủ bên tà bên nay chắc mi bèn bước căm chia ba sót sắc khỏi và phủ bên này lúc em phả phủ bên nong bên đông chắc mi sỏi chia ba ở kèn co phủ bua phần ba nho phủ bua co năng tuống các bà mới vâng sáu mươi của mẹ bên đồng hoa cần chứng chảnh đây ạ. Vâng, ngày hôm nay ngoài món quà là dành cho cô dâu và gia đình nhà gái chúng ta có những món quà yêu thương dành cho chú rể anh Tiền của chúng ta hôm nay rất là tuyệt vời mà. Vâng, chúng ta
có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho món quà đầu tiên đến từ gia đình nhà gái được không quý vị ơi? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và thay mặt cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn món quà yêu thương đến từ phái đoàn nhà gái. Vâng, chúc cho vâng hai bác sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và thành đạt đúng không ạ? Và tiếp nối niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay, gia đình nhà trai chúng ta cũng rất vui mừng và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng trở về với món quà đầu tiên đến từ gia đình nhà trai ta. Vâng, món quà đến từ song thân phụ mẫu của chú rể. Vâng ạ, anh Thiện chúng ta hôm nay trân trọng được kính mời hai bác ạ. Với món quà đầu tiên đó chính là những tình cảm và niềm vui, niềm hạnh phúc những người đấng sinh thành, những người sinh ra đôi bạn trẻ hôm nay và sẽ dành cho đôi bạn trẻ và những món quà rất là yêu thương hôm nay và tiếp tục là những chiếc vòng kiềng và đầu tiên đến từ song thân phụ mẫu của cô dâu chú rể chúng ta ngày hôm nay. Và thay mặt cho cô dâu chú rể hôm nay xin được cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và chúng con xin được kính chúc cho bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, luôn là điểm tựa vững chắc cho hai con suốt cuộc đời này. Và cảm ơn món quà đến từ bố mẹ rất là nhiều. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng trở về với món quà đến từ gia đình của dì Dong, trở về từ quê hương Sài Lương. Và xin được trân trọng món quà, kính mời món quà đến từ gia đình của dì Dong ạ. Ngày hôm nay thì gia đình dì Dong cũng rất vui mừng và hạnh phúc. Vâng, có món quà yêu thương bằng những bó hoa được nở rất là rực rỡ, bằng những bó hoa nở ra từ polymer rất là tuyệt vời và xin được cảm ơn món quà và những phong phong bì đó, những một ít vốn của gia đình dì dành cho hai người con người cháu của mình. Đó chính là những viên gạch đầu tiên để cho đôi vợ trẻ xây dựng hạnh phúc gia đình. Và xin được cảm ơn món quà đến từ gia đình của dì Dong. Cảm ơn dì rất là nhiều và chúc gia đình dì luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng trở về với món quà đến từ gia đình của dì Bích Du, trở về từ quê hương bản Nạp Phương. Vâng, trân trọng được kính mời. Vâng, trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của dì Bích Du ạ. Trước này bà mẹ bên đồng hoa sừng mà mình đi mới muốn vâng ạ, khá là trường hở lụ nó làm bên đi về vâng trước này khá tình con sứa tinh phà phòng pha tinh khứ tin nào người trong mỹ ý lại trường tế mỏ quân dụng mà lắp tin hè bày hơn phùa hấp với sẻ cày rồi tin nào ngây con sớm ấy bà mẹ bên đồng hoa cần chứng chỉnh đây vâng ạ, xin được cảm ơn món quà của gia đình gì Bích Du và chúc gia đình gì cũng luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc vừa qua. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trở về với món quà đến từ gia đình của ông bà Minh Loa, trở về từ quê hương Mường Chùm. Vâng, trân trọng được kính mời ạ. Và ngày hôm nay thì gia đình của ông bà Minh Loa cũng có quản ngày đường xá xa xôi từ quê hương Mường Chùm có một món quà yêu thương bằng những bó hoa rất là tuyệt vời để chúc cho đôi trẻ ngày hôm nay và gia đình ông bà Minh Hoa cũng là chủ dạ của chúng ta ngày hôm nay là rất là tuyệt vời và cùng nhau món quà yêu thương những bóng hoa bằng nở ra bằng những nụ hoa polymer rất là rực rỡ ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn món quà đến từ gia đình ông bà Minh Hoa rất là nhiều. Vâng, chúc ông bà sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là tấm gương sáng cho đôi bạn trẻ được noi theo. Hoa cảm ơn gia đình ông bà rất là nhiều ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn cho gia đình ông bà Minh Hoa được không quý vị? Vâng, rất là tuyệt vời. Và tiếp nối chương trình chúng ta cùng trở về với món quà đến từ gia đình của chú Duy Tình Hoa, trở về từ quê hương bản nhất Bó Lạnh hôm nay, trân trọng được kính mời ạ. Và ngày hôm nay cũng như những người làm cha làm mẹ và những người làm ông làm bà làm cô làm chú rất vui mừng và hạnh phúc và liên tục có những món quà mừng, những món quà yêu thương dành gửi tới cho bọn trẻ hôm nay. Với món quà ngày hôm nay thì gia đình chú Duy Tình ngày hôm nay muốn nhắn đủ cho hai người con người cháu của mình. Vâng, chúc cho hai cháu sẽ được hạnh phúc vuông tròn. Vâng, hãy sống sao cho dâu hiền dì Thảo vui lòng mẹ, kết quả tên đời đẹp đồng cha hoa. Vâng, rất là tuyệt vời.
Cảm ơn món quà đến từ gia đình gì cô chú gì dư tình hôm nay. Chúc gia đình vâng ạ, cô chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Và chúng ta sẽ cùng trở về với món quà đến từ gia đình của và chúng ta sẽ cùng trở về với món quà đến từ em trai và anh trai và anh Toản và em gái của chú rể chúng ta hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng trở về với món quà của anh Toản đúng không ạ? Và món quà của em gái Kiều Tâm trở về từ quê hương Nam Phương và Sài Lương ạ. Chắc chồng được, kính mời hai em ạ. Và ngày hôm nay cùng những người bậc cha làm mẹ và những người làm em làm cô làm chú rất vui mừng và hạnh phúc. Và liên tục chúng ta sẽ cùng trở về với những khoảnh khắc đẹp hạnh phúc nhất của đôi vợ trẻ hôm nay với món quà yêu thương đến từ hai và người anh trai của chú rể cũng như người em gái của chú rể hôm nay ạ. Trở về với món quà người anh trai ruột của mình và anh Toản và rất vui mừng và hạnh phúc ngày hôm nay. Và cả món quà yêu thương gửi tới hai người em của mình và trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Và cùng với em gái Kiều Tâm xinh đẹp trở về từ quê hương Sài Lương. Vâng, trân trọng được, kính mời. Rất là tuyệt vời ạ. Tiếp tục những tràng pháo tay thật lớn cho món quà của đôi bạn trẻ từ người anh và người em ngày mai ạ. Rất là tuyệt vời quá. Vâng ạ, cảm ơn anh Toản cũng như em Kiều Tâm rất là nhiều với món quà yêu thương vừa rồi. Và chúng ta sẽ cùng trở về với món quà cuối cùng trong buổi trưa hôm nay với món quà đến từ em trai Phong Hiếp trở về từ quê hương Sài Lương. Trân trọng được, kính mời ạ. Vâng, trân trọng được, kính mời món quà đến từ em Phong ạ. Và món quà của em Phong vừa trao rồi ạ. À, rất tuyệt vời ạ. Vâng ạ, cảm ơn em Phong về những món quà rồi ạ. Vâng ạ, bây giờ chúng ta được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp, những món quà yêu thương liên tục đến từ hai bên gia đình, nhà trai, nhà gái cả hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tấm lòng và những tình cảm của gia đình hôm nay dành cho đôi bạn trẻ quá. Và đúng là cảm ơn cô bác giúp lời, cảm ơn cha mẹ giúp của, cảm ơn ông trời định tôi. Vâng, xin được cảm ơn những món quà rất là ý nghĩa yêu thương ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng di chuyển lên phía trên và nhường lại bó hoa cho gia đình chúng ta đi ạ. Và sẽ cùng tiếp tục trở về với nghi lễ tiếp theo. Hai em sẽ cùng trao cho nhau kỷ vật đầu đời, đó chính là vòng nhẫn cưới tình yêu để đánh dấu cột mốc đầu đời quan trọng của mình, minh chứng tình yêu hạnh phúc hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời chú rể ạ. Và xin mời chú rể ạ. Vâng, rất là ga lăng và không quý vị ơi, một tràng pháo tay được không quý vị ơi? Vâng, rất là tuyệt vời, rất là lãng mạn phải không ạ? Vâng, đúng là tình nghĩa trăm năm cũng kể từ đây. Anh Hiền trao tay em chiếc nhẫn này để làm tin. Và dù mai lên thác xuống gành, tình chồng nhớ vợ, vững bền ta có đôi phải không ạ? Và xin mời hai em sẽ cùng đưa hai cái tay của mình lên nè, để nhà nhấp ảnh ra nhà có phim nổi tiếng như là khoảnh khắc đẹp hôm nay ạ. Và ngày vui, ngày hạnh phúc ngày hôm nay và cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay, hai em cứ ngỡ rằng mình đang mơ phải không quý vị? Vâng, đúng là gần thì chẳng bén duyên cho, mà xa xôi cách mấy đần đò cũng qua. Và đôi bạn trẻ và hai bên gia đình của chúng ta ngày hôm nay không xa hoa. Từ giờ nay tình yêu của đôi bạn trẻ chấp cánh thì hai bên thông gia lại được thêm gần. Và được ngày vui ngày hôm nay được ví như ngày hồi mùa xuân, cuốn hòa hai nhà gặp bực bừng vui. Và đúng là ngày vui ngày hôm nay, anh em những người làm chương trình không biết nói gì hơn. Chúc cho đôi bạn trẻ sẽ được trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Và ngày sau đây xin mời hai em sẽ cùng trao một cái ôm thật ngọt ngào trước sự chứng kiến của tập thể quý vị hôm nay để minh chứng tình yêu cao sang hạnh mạnh mẽ ngày nay ạ. Vâng, rất là tuyệt vời và xin được chúc mừng cho hai em ạ. Vâng, và ngày sau đây chào chào đợi khi mời hai em sẽ cùng nắm tay nhau để được gần thật tươi và tiếp tục di chuyển về phát huy diệu tình yêu hạnh phúc của mình để khơi nguồn yêu thương ạ. Và xin mời hai bên gia đình chúng ta di chuyển lên một chút đi ạ, để đón nhận những món quà, những ly diệu nghĩa diệu tình của đôi trẻ may ạ. Và xin mời chú rể cầm chai rượu xong banh đầu tiên đi ạ. Và sẽ cùng bóc tem vặn hoa sắt đi ạ. Và ngày hôm qua thì chú rể vặn nắp thành công rồi, ngày hôm nay có chuyên nghiệp không? Vâng, rất là chuyên nghiệp các em ạ. Không tốn quá nhiều thời gian bởi vì ngày hôm qua chú rể của chúng ta đã có kinh nghiệm rồi. Và xin mời hai em ạ sẽ cùng tay trong tay đi ạ. Và
nhẹ nhàng dâng lên sang bên diệp tình yêu hạnh phúc, tiếp tục một tình yêu hạnh phúc của mình hôm nay mà. Vâng, vậy là chai rượu đầu tiên đã được chú con chú rể bật nắp thành công ạ. Báo hiệu một mùa chim én bay về đám tổ, báo hiệu cho những đôi tim thường ném tìm nhau, báo hiệu cho một mùa lễ câu xanh với lễ chầu rất là tuyệt vời. Và những dòng rượu màu hồng đã được tôi trải dài trên đường tháp ly ngày hôm nay rất là tuyệt vời phải không quý vị? Nó được ví như một dòng sông vươn mình ra biển lớn và để hướng tới một tương lai hạnh phúc rất đẹp rồi ạ. Còn con rượu không cô giáo chủ ạ? Rót hết đi ạ. Và rót rượu là phải rót cho hết rồi ạ. Xin mời hai em ạ. Vâng, ngay sau đây cho chào đời, kính mời hai em sẽ cùng tiếp tục chai rượu song hành thứ hai của mình đi ạ. Vâng, đúng là rượu thể hiện sự đồng cháy cháy em cho tình yêu phải không quý vị? Rượu hồng kết nghĩa vô tề, tình treo nồng ấm ta về với nhau để cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu của tình yêu phải không ạ? Vâng, chai rượu song hành thứ hai này chú rể tiếp tục sắp đi ạ. Vâng, tí nữa thì bật tung nó của giảm mình loa và rất là tuyệt vời. Và một tràng hoa tay thật lớn đâu đó quý vị ơi. Và xin mời hai em sẽ cùng rót cho những chiếc ly trước các người tay trong tay đi ạ. Để có những chén rượu nghĩa rượu tình kính dâng cho những đấng sinh thành ngày hôm nay quá. Vâng, đúng là rượu hồng đó của duyên đồng phải không ạ? À? Tượng trưng cho đôi mặt tình nghĩa vợ chồng trăm năm. Vâng, đó là thương nhau thì uống chén ra môi, và yêu nhau thì uống cạn bờ môi thêm hồng. Và để rồi ngày hôm nay đôi bạn trẻ nên vợ thường chồng, và cùng nhau chia đắng, cây đắng chia ngọt sẻ bùi hoa. Rất là tuyệt vời hoa. Và rượu này thì đôi bạn trẻ chúng ta sẽ được rót làm ba, chứ chung anh để phần cha, chứ hiếu phần mẹ, hai ta chứ tình. Và xin mời chú rể sẽ mời rượu đến phía đoàn họ nhà gái, và cô dâu sẽ được mời rượu phía đoàn nhà trai. Xin chào đồng chí mời em ạ. Và xin mời hai em sẽ cùng cầm ly rượu của mình và đứng ra giữa sân khấu đi ạ. Móc tay nhau uống chén rượu ra môi để nhà nhấp ảnh ra nhà quay phim nổi tiếng. Vâng ạ, vẻ đẹp Tây Bắc sẽ lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất cho em ạ. Và cùng móc tay nhau hai bên gia đình chạm ly đi ạ. Xin mời ạ. Chúng ta chạm ly đi ạ. Và xin mời nhà nhấp ảnh ra nhà quay phim nổi tiếng vẻ đẹp Tây Bắc sẽ lưu lại khoảnh khắc đẹp cho đường trẻ này. Chúng ta sẽ đứng dựa vào giữa hai bên gia đình ạ. Xin mời em ạ. Ba gia đình chuyển em một chút đi ạ. Di chuyển lên một chút đi ạ. Chúng ta có thể di chuyển đi xuống ạ. Để hai bên gia đình di chuyển lên một chút đi ạ. Và sẽ chén rượu thật cao lên đi ạ. Để chúng ta lưu lại khoảnh khắc đẹp ngày mai đi ạ. Để những nhà quay phim nổi tiếng vừa lưu lại khoảnh khắc đẹp cho gia đình ạ. Giờ chén rượu thật cao đi ạ. Quý vị, thật sự quý vị, chào chào và kính mến. Còn đúng là sông sâu thì như hồ miền bờ phải không quý vị? Bên mong được rể, bên chờ được dâu. Và để giờ nay hai bên gia đình chính thức chung một nhịp cầu, cùng chung con, chung cháu, chung cầu nghĩa tình và rất là tuyệt vời. Xin được chúc mừng cho hai bên gia đình đã có được dâu hiền và thề thào, và chúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay chính thức nên vợ thành chồng ạ. Và để hòa chung niềm vui niềm hạnh phúc cùng với đại gia đình ngày hôm nay cùng với cô dâu chú rể Ngọc Long, xin mời đôi phúc của tập thể quý vị được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng rót rượu và để cùng dâu thật lớn cùng với đại gia đình ngày hôm nay được không ạ? Được không quý vị ơi? Được không ạ? À? Và nếu được chúng ta cùng rót rượu đi ạ. À. Bạn bè của cô dâu chú rể đâu hết rồi ạ? À? 1 triệu anh em của chú rể đâu ạ? Vâng, rót rượu đi ạ, quý vị ơi, xin mời. Vâng, pin nào ơi, mình đi mang một đồ làn, hát một ý một lái, một túi một sơ mở. Vâng, sáu cáo mới bà mẹ, bà mẹ, một khóa ngọc cắn nhau chén lẩu, quay bóp, tướng gần để báo pin nào ơi. Lời báo ạ. Ở số mới tăng này lúc chặt trai tăng nữa ấy. Ở cả nào trên lọ ấy bằng đâu. Khả năng năng hứng cái nào mới ấy đâu. Phía bóng hạ ấy đâu nào, mới lại pin đâu nào. Ở cả tới đi bằng ấy. Ở sau này mới xe đấy cả hoa. Cho tăng cả tăng được, anh tướng cũng thế nào. Ở anh tướng thế nào ấy. Ở cả nào trên lọ các con nữa này, lúc quý bạn nghe đâu. Em bạn là bắt tướng khi là chắc chắn là biết chủ đó. Đã cho sáu số điện thoại về luôn đó. Cái trà mà khen luyện luôn đấy. Lên nữa pin nào nữa, sau này mới xe mấy đêm bạn. Cho lúc mấy mông là cho thành phố Sơn La nào. Mất sáng sáng mấy bản giúp các bạn đó nọ. Mít số liền để hết đó. Để các bạn đây, sáu số liền, sáu bản, các bạn đây. Hết tướng cường rồi. Khả năng chắc chắn sẽ chù lại nè. Và tăng nửa đi. Tăng nửa lên vào nữa, xuôi lên vào nữa. Lên tăng tải hả? Lên tăng tải, lên tăng nửa lên đó. Mà không nghe nữa hả? Lại được bắt đi đâu ấy. Chuẩn bị nữa. Giữa sông
nhà ơi nào mới đi đây bản nhất báo anh có thể một xưa chiều nào để phát máu phải máu nào chắc chắn là dân kính phát tay mà cử đâu ta lẩu mới đi cả bất chưa lẩu Trung Quốc xiều ma cái này lẩu với bất chưa lẩu Trung Hoa xiều đầu lẩu với lẩu hoàng hoa quốc gia tài mai hoa xiều bao cắn nhau chén lẩu tây bắc hở kiểm lắm ngành lao lên bi đồng đâu chuẩn bị đâu quý vị ơi chưa bé quá nhở cả nhà đây nghe và tiếp tục sự việc cùng với gia đình cảm ơn quý vị rất nhiều. Và rất là tuyệt vời. Đây là nghi lễ xá xiểu vừa rồi cũng như những ly rượu đồng cháy vừa rồi qua đã minh chứng rằng tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay chú rể anh Tuyển và cô dâu Hồng Ngọc, tình yêu của hai em được chính thức tung bay trên bầu trời hạnh phúc của hai quê hương và quê hương Mường Chùm và quê hương Trường Sơn chính thức trở thành mối tình thông gia và rất là tuyệt vời. Và ngay sau đây cho chồng được kính mời hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể tiếp tục trở xuống bên dưới đi từ mâm tiệc hôm nay cho chồng được kính mời ạ. Vâng, tôi vẫn đang là bàn tổ chức và sản xuất và sản phẩm quốc gia tàn ai hâu cắt cân nà và cắt mặn hoàn toàn đây đây thứ sóng sản xuất và sản bón non hâu và trên mặt cắt tàu bầu lành quanh cắt tàu bầu lớn mỹ nhân thân mạnh nước bên đâu hả đây để quý vị vừa rồi nghi lễ rất diệu được diễn ra rất là thành công, báo hiệu rằng buổi lễ lễ vô quy của đôi bạn trẻ hôm nay diễn ra rất là thành công ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện cũng như sự nhiệt thành của toàn thể quý vị hôm nay và gia đình xin phép được ghi nhận và cảm ơn rất là nhiều. Và để tập bày tỏ lòng cảm ơn tới toàn thể quý vị hôm nay, gia đình tiếp tục có những tiết mục múa đặc sắc.